Mình tên là Trần Thanh Mẫn, hiện là đang sinh viên năm 2 trường Flip, chuyên ngành là ngôn ngữ Anh. Giờ là mình đã đậu visa diện CES của Canada. Lúc mà đậu visa thì vui lắm, nhưng mà lại lo là tới lúc mà qua bển thì sao, xa nhà rồi, nói chung là đất khách quê người, lo lắm. Mình đi qua bên trường Red River College ở Manitoba học IT. Mình chọn Manitoba là tại vì ở đó có vẻ ít dân, nhưng mà cơ hội định cư thì có vẻ cao hơn. Với lại mình cũng không có người thân ở bên Canada, ở bất kỳ bang nào hết, chỉ có Manitoba là mình có bạn. Nên tháng sau là mình sang Canada, là mình qua ở với bạn mình luôn, chia sẻ một chút kinh nghiệm. Các bạn cứ lấy điểm IELTS cao nhất có thể. Rồi ngoài ra còn học lực khá là ok rồi. Mình chờ cũng khá là lâu, 1.5 tháng. Khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì mình làm với chị Thúy. Chị Thúy thì khá là nhiệt tình, thái độ của chị thì thân thiện, dễ thương. Cũng nhờ chị Thúy mình cũng đã hoàn thành được cái bộ hồ sơ cũng khá là đẹp. Đậu visa. Có nhiều đứa bây giờ tháng 5 còn chờ visa, mình đầu tháng 6 bây giờ cũng có rồi. Hy vọng các bạn sẽ sớm có được visa. Hẹn các bạn ở Canada.